Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 18 tháng 9, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm một số mô hình tiêu biểu về sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Khoái Châu. Sau khi đi thăm các mô hình chế biến nông sản tiêu biểu và mô hình xử lý rác thải hữu cơ có hiệu quả tại hộ gia đình, tại buổi làm việc với huyện ủy Khoái Châu và hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội Phụ nữ, Hội nông dân tỉnh cùng các hội đoàn thể địa phương tập trung tuyên truyền, nhận thức trong hội viên để tạo sự đồng thuận, triển khai có hiệu quả các mô hình theo từng lĩnh vực, chú trọng nâng cao đời sống dân cư, không những về thu nhập mà còn về môi trường, từng bước kéo giảm khoảng cách giàu nghèo, hội viên tiếp cận được với các chính sách phúc lợi xã hội tốt hơn nữa. Mục tiêu là phải nâng cao đời sống dân cư, không những về thu nhập, còn vấn đề nữa là phải có được môi trường sống tốt. Thế mà môi trường sống tốt đây thì có những cái mô hình mà kể cả phụ nữ và hội nông dân chúng ta thì làm sao chúng ta xóa cái khoảng cách là giàu nghèo và cho hộ nông dân chúng ta phải tiếp cận được với cái phúc lợi xã hội được tốt hơn, thực hiện tốt cái liên kết và quảng bá các sản phẩm, quảng bá tốt và tìm thị trường, phối hợp với này các cơ quan hữu quan như công thương, nông nghiệp để chúng ta tìm có cái sản phẩm tốt, đồng thời tìm thị trường tốt, xong chúng ta liên kết sản xuất. Chúng ta tôi muốn nói ngày này đào tạo nghề, cũng những đào tạo nghề cho người nông dân mà đào tạo nghề cho phụ nữ, chúng ta cũng phải đào tạo nghề để nâng cao cái trình độ mọi mặt để chúng ta thực hiện, đặc biệt là kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm sản xuất, vấn đề kỹ thuật, và phải phát huy cái truyền thống văn hóa của người Hưng Yên và tích cực xây dựng quê hương văn minh và giàu đẹp. Thế thì chúng ta phải là chỉnh trang xanh sạch đẹp, nhưng mà thế là cảnh quan đẹp nhưng mà phải sạch rác, rồi câu chuyện nữa là nước thải nông thôn để cho nông dân chúng ta có môi trường sống rồi hết sức là tích cực.